Những ngày qua, tại khu vực nhánh đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, rất nhiều người dân tập trung dừng xe để chụp ảnh, bất chấp các biển cảnh báo cấm dừng, cấm đỗ, cấm người đi bộ. Theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử Dân Việt, trong hai ngày cuối tuần 26 và 27 tháng 3, đã có rất nhiều người dân và phương tiện đã đến đây để chụp ảnh cùng hàng cây. Mặc các biển báo cấm dừng, cấm đỗ, cấm cả người đi bộ. Bên cạnh hàng dài xe máy xếp la liệt, khá nhiều ô tô cũng dừng đỗ giữa lòng đường gây cản trở giao thông. Mình thì đang làm nhiếp ảnh tự do thôi, thì hôm nay thì có khách mình bút chụp mình đến đây để chụp ảnh. Thì ban đầu mình cũng không biết là địa điểm này nó là cái khu vực đường như này. Mình đến đây thì thấy đông xe quá mà mọi người thì lại dàn ra này nên mà mình thấy rất là nguy hiểm. Nên mình chỉ bảo khách mình là chụp ở khu vực đoạn này thôi này. Còn không thì được để dưới đường này, nhiều xe cộ này. Mình thì không hoàn toàn ủng hộ, nhưng mà vì do khách của mình là yêu cầu như vậy nên là mình cũng phải đáp ứng theo họ thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì đáp ứng thì cũng phải vẫn giữ an toàn và khoảng cách để tránh gây tai nạn. Để tránh việc phải đi vòng qua nút giao mới có thể quay đầu, một số xe máy đã bất chấp đi ngược chiều. Nhiều người dân lựa chọn đứng chụp ảnh ở trên giải phân cách. Thế nhưng cũng nhiều người sẵn sàng ra giữa đường tạo đủ tư thế. Cá biệt, nhiều nhóm còn dàn hàng, chắn ngang đường để có những bức ảnh ấn tượng. Và để tránh gây tai nạn với người dân đang tập trung chụp ảnh ở giữa lòng đường, các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này không thể làm gì khác ngoài những hồi còi dài liên tục như thế này. Điều đáng nói hơn nữa, đây lại là đoạn dốc dẫn lên đường cao tốc. Chính vì vậy, các phương tiện lưu thông, đặc biệt là các phương tiện có trọng tải lớn, đều phải đi với tốc độ ổn định để lấy đà lên dốc. Việc phải giảm tốc độ, thậm chí phải dừng xe phanh gấp để tránh người chụp ảnh rất mất an toàn. Nhiều tài xế tỏ ra vô cùng ức chế và bức xúc vì tình trạng này.